Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Chính Tầm Mobile. Thì theo cái khả năng Ánh tìm hiểu thì cái công nghệ lâu đời nhất mà Ánh đã từng chứng kiến và từng thấy ở cái thời của chúng ta hiện tại đó là cái công nghệ đèn dây đốt. Mà tại sao hiện tại trong cái thời buổi bây giờ tất cả mọi người đều thay thế những cái bóng đèn sợi đốt bằng những bóng đèn LED như vậy? Thì chắc hẳn cái sự thay đổi này nó sẽ mang lại một cái lợi ích gì đó, hoặc là nó tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều điện năng hay gì đó. Thì sau đây Ánh sẽ chứng minh cho các bạn thấy thông qua chiếc đèn LED sợi tóc thông minh, nó vừa cổ điển vừa hiện đại, thông qua chiếc đèn LED Ánh đang cầm trên tay đây. Và xin mời các bạn hãy xem phần sau intro này nha. Và sau khi mở hộp thì bên trong nó cũng rất là đơn giản, chỉ bao gồm một cái chiếc đèn LED dây tóc như thế này thôi. Và đi kèm bên trong đó là một cái quyển catalog tuy nhỏ nhưng mà rất là vỏ. Thì bên trong quyển catalog này nó sẽ hướng dẫn chúng ta có những cái mã QR để chúng ta download những cái app để chúng ta đồng bộ về, cũng như là mã QR để chúng ta có thể kết nối được với hệ sinh thái của Apple thông qua Apple HomeKit và hệ sinh thái của Xiaomi thông qua Mi Home. Và Ánh sẽ nói sâu hơn về thiết kế cũng như là cách sử dụng của chiếc đèn này nha. Và các bạn hãy nhìn đi, với cái thiết kế này thì các bạn không quá gọi là xa lạ nữa, bởi vì nó có thiết kế rất là cổ điển, giống như những cái bóng đèn tròn mà hồi nhỏ các bạn bố mẹ hay mở cái bóng đèn vàng vàng ở nhà đó. Và sự khác biệt giữa cái thiết kế giữa bóng đèn Zilla LED này với cái bóng đèn sợi đốt hồi lúc trước đó là cái sợi đốt ở bên trong. Thì sợi đốt bên trong lúc trước đó là sợi đốt truyền thống, còn sợi đốt của chiếc đèn LED này là bên trong nó, cái sợi đốt nó được làm từ những cái loại đèn LED nhỏ và nó cho chúng ta một cái độ sáng rất là tiêu chuẩn và ổn định. Tại sao người ta lại thay thế những cái đèn sợi đốt bằng những cái sợi đốt bằng đèn LED như thế này? Thứ nhất là đèn LED nó sẽ giúp chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí điện năng ở trong nhà của mình hơn. Thứ hai đó là chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí thay thế bóng đèn. Có nghĩa là cái tần suất khi mà chúng ta sử dụng đèn sợi đốt mà chúng ta thay thế, đèn bị đứt bóng mà chúng ta thay thế, nó sẽ rất là dày đặc và nó sẽ tốn rất là nhiều tiền. Còn đèn LED nó có độ bền cao hơn so với đèn sợi đốt, cho nên cái chi phí để chúng ta thay thế lắp đặt đó, nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với đèn sợi đốt. Và đó cũng là một cái lý do. Và lý do thứ ba đó là cái công suất của đèn LED rất là thấp, nó vì vậy nên cái tiền chúng ta đóng tiền điện nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với đèn sợi đốt. Và công suất của chiếc đèn Zilla LED này khoảng 6W và rất là thấp. Và tuy cái công suất rất là thấp nhưng mà nó cho chúng ta năng suất rất là cao, cái khả năng chiếu sáng rất là cao, lên đến 700 lumen. Và để chứng minh điều đó thì Ánh có thể sử dụng nó thông qua app Mi Home. Và sau đây Ánh sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với app và chúng ta sử dụng thông qua app và chúng ta có thể điều chỉnh được độ sáng của đèn luôn. Và trước khi kết nối với app thì tất nhiên chúng ta phải kết nối đèn với cái nguồn điện rồi. Thì đèn này nó có một cái đuôi, đó là đuôi E27. Nó sẽ rất là dễ tương thích với tất cả các loại chân đèn mà các bạn có thể sử dụng ở nhà của mình. Hoặc là các bạn có thể mua cái chân đèn như thế này. Thì cái này Ánh chỉ sẽ dùng tạm để test cho các bạn thôi, cho nên là cái đèn này nó mang tính thẩm mỹ rất là cao. Các bạn có thể gắn lên một cái đèn mà có cái ô, cái nón rất là đẹp ở trong nhà của mình. Thì đây Ánh gắn đỡ ở đây ha. Thì cái này chúng ta có thể mua ở rất là nhiều tiệm điện và với giá thành rất là thấp. Rất là dễ mua. Thì Ánh sẽ gắm vào đây. Đó, thì đèn nó sẽ phát sáng như thế này. Nó hơi nghiêng nha. Để Ánh quay lại. Rồi, đó. Và đây là cái độ sáng của đèn khi chúng ta kết nối nó với nguồn điện. Và kích thước của cái đèn này nó sẽ rất là tương đối và hòa hợp với cái không gian, bất cứ không gian nào trong ngôi nhà của mình luôn. Và app Ánh kết nối ở đây đó là app Mi Home. Và bây giờ Ánh sẽ quay lại màn hình cho các bạn cùng xem ha. Thao tác kết nối cũng tương tự với những cái thiết bị khác trên Mi Home thôi. Và Ánh sẽ vào phần Add Device. Và nó kêu Ánh là mở Bluetooth lên. Nó sẽ tìm kiếm cái thiết bị mà Mi Home nó đã cập nhật rồi. Thì cái đèn này Ánh đã kết nối với điện thoại Ánh rồi. Thì Ánh sẽ xóa nha. Ánh sẽ xóa và Ánh kết nối lại cho các bạn cùng xem. Đây, nó đã tìm thấy bóng đèn. Và ở đây nó kêu chúng ta là phải tắt mở lại đèn khoảng 5 lần để chúng ta reset lại đèn ha. Thì Ánh sẽ tắt mở 5 lần. Đó, và các bạn thấy là cái đèn nó chớp như vậy là chúng ta đã reset lại đèn xong, là đèn nó đang ở trạng thái chờ kết nối. Đó, và chúng ta chọn wifi. Bắt đầu nó đang kết nối. Đó, khi nó đang kết nối thì cái đèn nó sẽ chớp nháy như thế này là kết nối thành công rồi đó.
Rồi, và đây là cái phần giao diện khi chúng ta kết nối xong à, thì cái giao diện này à, nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh được cái độ sáng của đèn thôi. Và nếu mà chiếc đèn này nó có thể điều chỉnh được nhiệt độ màu thì hay biết mấy. Và nhắc tới nhiệt độ màu thì cái đèn LED Z-Line này nó có nhiệt độ màu là 2700K. À, chúng ta không có thể điều chỉnh được nhiệt độ màu, nó vẫn giữ nhiệt độ màu như vậy, nhưng mà chúng ta có thể điều chỉnh được độ sáng ha. Đấy, và chúng ta có thể trong cái giao diện app này thì chúng ta có thể sử dụng được rất là nhiều cái chức năng, chẳng hạn như là hẹn giờ nè, chúng ta hẹn lịch trình nè, hoặc là chúng ta có set up nó vào những cái trạng thái đèn như thế nào khi bật nè, rồi chúng ta set nó vào những cái căn phòng khác nhau để chúng ta có thể điều chỉnh được dễ hơn, hoặc là chúng ta có thể set được đèn này với những cái mục tiêu thích mà cái app nó đã mặc định cài sẵn đó, vân vân. Ngoài ra thì trên cái phần app Z-Line nó cũng cho phép chúng ta đồng bộ với app Mi Home, chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái đèn này luôn. Và cái cách điều chỉnh nó cũng tương tự như cái phần app Mi Home mà thôi. Đó, ảnh vào phần app Z-Line nè, tại vì cái phần tài khoản trong Z-Line ảnh đã đồng bộ với Mi Home rồi. Và nó cũng tương tự thôi. Đấy. Đó, đây là phần độ sáng. Đó, tối nè. Đó, phần cài đặt thời gian nè. Đó, và những cái chế độ mặc định cài sẵn favorite yêu thích ở trong cái phần app nè. Rồi, đó là cái phần sơ lược về phần app anh sử dụng ha.